Các bạn ơi, mình đã thay vít cho khách theo đúng yêu cầu này. Các bạn nhìn này, vít đèn này, uy tín không? Đó, toàn bộ đồng bộ hết nhé, vít đèn nhé. Ok, cả bên hông bên sườn này. Đó, đèn xì luôn. Đúng theo yêu cầu của khách hàng. Ok, bây giờ chúng ta đi vào xem xét con này nó hỏng cái gì và tại sao mà khách lại bảo lổ đến bụp một cái và nó sẽ không kêu các bạn nhé, không kêu mất một vế. Ok, mời các bạn xem tiếp video. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đi sửa con Zhao PA203A này. Đây, khách hàng đặt lại, để lại giấy đây. Âm ly có tiếng bụp bụp, lút nhấn micro 1 hay mấy vít line, tức là mấy con vít mà không đúng này này, thay cho bạn ý. Âm ly có tiếng lổ bụp bụp, lút nhấn 1 hỏng đó, và thay mấy con vít. Vậy âm ly này tiếng lổ bụp bụp thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là tiếng lổ bụp bụp như nào nhé. Mình đã kết nối hệ thống loa. Ở khu nhà mình 10 nhà thì có đến 8 nhà, 9 nhà có dàn cao kê. Chính như thế cho nên là nhất là thứ bảy hoặc chủ nhật là ngoài là không có chuyện là không có tiếng hát. Nên hơi ồn ào tí, các bạn thông cảm nhá. Bây giờ mình đi cái lối này, mình bật một bài khách hàng bảo từ từ khách hàng bảo nó kêu. Thì chúng ta mới kết nối loa và chúng ta cho hết chiết áp xuống. Đầu tiên là hết chiết áp xuống, xem cái gì nó kêu bụp bụp nhá. Xem có phải công suất không. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra xem có phải công suất không đã. Và đương nhiên là mình sẽ cắm qua đèn rồi. Và máy này nó có công tắc chuyển từ 110-220 thì khách đã để 220 nhé. Nhìn nào, cắm vào 220 này. On. Khách bảo máy lổ bụp bụp. Chưa thấy tiếng răm gì cả. Nào bạn lên này. Volume lên này. Chưa thấy tiếng lổ bụp bụp gì cả. Chưa thấy gì cả. Cái này sột soạt. Chiết áp không vấn đề gì này. Chiết áp của bác này có vấn đề chiết áp. Rồi, vậy là về mặt âm thanh tĩnh thì chưa có gì cả. Mình mở một cái bản nhạc YouTube nha. Để chúng ta xem cho nó chắc là. Ok, bản nhạc YouTube đây rồi. Bản nhạc cái chuyên test máy các bạn nhé. Nào lên này. Nếu PA203 tiếng trùng nó rất hay. Tiếng chép là đây, đánh qua đèn mà nó còn như này. Các bạn nhìn nó đèn sáng không? 36W. Chiết áp tốt. Tốt. Lút này bị thay rồi. Chưa thấy nổ nổ bụp đâu cả. Chuyển sang kênh B. Kênh B rồi. B chỗ nào đây? Kênh B không kêu à? Kênh B mất một vế các bạn này. Mình thì chuyển cho rắc của mình không? Vậy là kênh B mất một vế. Rồi, bây giờ mình chuyển sang kênh A xem về đây có trễ không? Về đây chết lốt các bạn ạ. Vậy là nãy giờ chúng ta nghe có một vế rồi. Rồi, vậy là kênh bên trên hỏng. Bên trên hỏng. Vậy là công suất có một vế có vấn đề. Bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp, không qua đèn nữa. Đánh kênh A nhá. Xem liệu có phải do mình cắm qua đèn điện yếu nó không đóng được công suất không. Nào cắm thẳng đi. Nào rút kênh. Đúng rồi, trên một vế các bạn nhá. Tiếng bụp 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 là đi công suất. Con này thì rất uy tín. Ở chỗ này. Đây các bạn nhìn sò của nó này. Khá là nặng các bạn nhé. Máy là nặng lắm. Máy này thì riêng tiếng vang của con này thì tuyệt vời. Đây, cả một dãy sò này.
PA203 này Hàn Quốc 100% các bạn nhé. Và bây giờ nó đang bị mất kênh màu trắng này, vế màu trắng này, vế phải này thì ok này, vế trái này có vấn đề này. Đó, thì tương tự là vế bên này, là vế bên này, đây là chữ này. Đó, vế bên này có vấn đề. Thì bây giờ chúng ta đi tháo ra xem phun suốt làm sao nhé. Các bạn này, đây là thông số kỹ thuật của chiếc này này. PA203 này. Điện áp có thể 110 hoặc 220, dấu rời chéo là hoặc này. 330W. Cộng 100W, tức là hai kênh, mỗi kênh 100W. Đó. Đây, số điện thoại liên hệ đây. Ok, bây giờ mình đi khui ra chúng ta xem nó lộ ruột gan là thế nào nhé. Cái máy này thì vặn ốc lứ tung tứ hoành rồi. Khả năng là đã qua tay thợ và thợ đã thợ cái kiểu là tháo ra xong bắt đầu là ốc không cho vào khay và cứ vứt lung tung, mà đến lúc mà lắp lại là cũng nhặt lung tung, cho nên là nó mới ốc nó mới lung tung thế. Nếu mà các bạn sửa máy, các bạn cho một cái khay như này này, lấy cái hộp sữa chua là đựng được. Các bạn chỉ cần cho nó vào đấy, xong đến lúc là chúng ta lắp bao giờ hết sạch vít ở trong cái khay đấy là được các bạn nhé. Nó sẽ không có chuyện mất mát ốc của khách. Nào bây giờ chúng ta xem nhé. Vế bên đấy bị, vế bên này bị, vế bên này là vế đỏ này. Vế đỏ nó tương đương vế bên này. Đó, dây chạy qua này các bạn này. Đó, đây mình lôi qua đây. Các bạn nó nhìn thấy cái khe này không nhỉ? Đó. Vậy là vế bên này có vấn đề nhá. Khi xò kêu bụng phát, xò con này xò sắt, đây là G05 này. Còn bên này là K135 này. Xò này chất lừ luôn các bạn ạ. Nào bây giờ nhé, đầu tiên là chúng ta sẽ có đường line-in, line-out. Line-in, line-out. Và nó sẽ công suất, nó sẽ có đường đi vào này. Để chúng ta tìm đường công suất, in của công suất. Và chúng ta sẽ kích tay vào công suất để xem cái tín hiệu audio nó vào công suất nó có phải là chết công suất không, hay là nó chỉ bị hỏng ở mạch music. Thì bây giờ chúng ta đo thử công suất, đo nhanh cái này, đo nhanh xem sò ngoài có hy sinh không này. Ở đây nó sẽ có 3 chân này, 1, 2, 3, thì mình thấy 2 chân này chung này nó. Và đây là kích đánh ra chân B, khả năng chân B này. Đây là đánh ra 2 chân này. Xem nào. 2 con sò, 2 con rò. Đây khả năng là 2 đường ra loa, 2 chân C sò, 2 chân E sò này. Nào. Ok các bạn này, mình đã tháo mạch music của máy ra này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi, chúng ta kết nối âm thanh, kiểm tra xem nó lỗi ở đâu nhé. Cái phần âm thanh vào master này nó lại vòng lên vang và nó lại quay xuống này. Và hiện tại mình thấy khách câu một cái con tụ xuyên từ kênh nọ sang kênh bên này. Như này là mất một vế cho nên câu sang này. À, không sửa nhưng mà lại câu kiểu thế. Và bây giờ mình sẽ câu đi cắm tín hiệu vào để chúng ta test thử tín hiệu nó nhé. Còn vang không cần nguồn vội. Đấy, câu dây tín hiệu sang. Và bây giờ chúng ta đi test về phần khuếch đại music và master. Đó, để chúng ta test trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ bóc tách bằng khối bằng cách là chúng ta có thể nhấc là test riêng master không. Có nghĩa là nhấc nút cái music ra. Đó, đây là hai line-in này. Đó, chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta test riêng master. Đầu vào master nó phải chạy đã. Đó, đầu vào master này thì nó đóng tín hiệu. Nó câu qua con 22K này. Nó quay trở lại rồi. Đầu in này. Đó, nó cây vào đây này. Thì đây là đường lay này, lay out đi ra công suất này. Đây là hai đường công suất ra này, ra công suất hai bên. Đó đường này,
Đây là đường lá in này. Đó. Đường này như là cái đường để ra chấm điểm ấy, hay là đường tín hiệu ao ấy. Đó, nó vào đây. Thì cái rắc này lấy tín hiệu từ bên music sang. Chúng ta sẽ click tay vào đây và nó sẽ phải lên nha các bạn nhé. Nó cân hai vế, bao giờ tất cả các chiếc app này ra cân hai vế thì lúc đó là chúng ta mới xác nhận là hoạt động nhé. Đó, bây giờ mình cứ thả lỏng cái giấy đầu ở đây xuống mạch vàng này, mạch echo này, đèn báo này. Cái này mình sẽ cắm vào rắc này. Mình sẽ cắm vào rắc công tắc nguồn để chúng ta bật công tắc vào. Khi test như này thì mình sẽ cắm qua đèn. Cái công tắc trên cùng mình đã thay cho khách này. Đây công tắc mới đây và tra dầu mỡ để cho nó không hỏng nhé. Chiếc này là PA xịn này, các bạn nhìn thấy cái chiếc áp là ba lăng của phần mic. Đó, nó vẫn là chiếc áp zin đấy. Nói chung là con này là Hàn Quốc chuẩn, không phải lũ nhái nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bật nguồn là chúng ta chưa cần nhạc mà chúng ta chỉ cần đi kích tay thôi là nó phải kêu đã. Đèn báo hiện rút ra này. Nào bây giờ mình sẽ click tay vào cái tất cả các điểm trên master này thì công suất lúc đấy nó sẽ kêu. Đây volume đây nhé. Ok, để mình đi cắm qua đèn này. On. Rồi. Nào, đây là tại công suất này. Ra công suất này. Kêu về này. Về hai về này. Đó. Đó. Khi volume vặn lên thì bắt đầu nó kêu rồi. Về trái đây. Vậy là volume kêu tốt nhá. À, công suất kêu tốt nhá. Đó. Được in này. Vậy là cả hai vế ok nhá. Đó, vậy là hai vế của khuếch đại bass chép là khuếch đại master là ok nhá. Đó. Đây tiếng trung này. Này hai vế đang khác nhau này. Vậy là chiếc áp này có vẻ có vấn đề này. Đó. Về dưới ấm hơn này, khả năng chiếc áp bát của về dưới có vấn đề này. Mình đang vặn kịch bát này. Đấy, trung này, kêu này. Đó, khi vặn lên trung phải tiếng này. Đó, không tiếp xúc các bạn nhé. Chiếc áp trung hỏng. Rồi, vậy là bây giờ mình đi mình giải quyết mấy cái chiếc áp của phần master này cho nó ngon nhỉ. Đấy, dơ le đóng này. Dơ le ngắt tín hiệu đầu vào, bảo vệ tín hiệu. Bảo vệ âm thanh đầu ra bằng đường tín hiệu đầu vào. Bây giờ mình đi mình kiểm tra chiếc áp và mình sẽ thay thế những cái chiếc áp nào hư hỏng nhé. Con này là chiếc áp thường, không phải chiếc áp bi các bạn ạ. Không phải chiếc áp bi. Ok, bây giờ mình đi mình kiểm tra và mình thay thế những cái chiếc áp hỏng nhé. Các bạn ơi, sau khi kiểm tra thì cả bốn chiếc áp này đều không đạt yêu cầu nhé. Chiếc áp chép thì nó hỏng cả hai kênh trái phải. Còn chiếc áp trung thì đứt kênh trong. Chiếc áp volume thì đứt kênh trong. Tức là không tiếp mát được, có nghĩa là luôn luôn có tiếng. Còn chiếc áp bass thì ok. Nhưng mà khi mình thay, mình đã thay luôn cả bốn chiếc áp cho khách luôn này. Cắm xong ngắm xem thằng không. Đấy, thay cả bốn chiếc áp của master cho khách này. Còn bây giờ chúng ta thử lại lần nữa master nhé. Kích tay vào các cái điểm trên chiếc áp này thì nó phải cân xứng nhau các bạn nhé. Về tiếng, về tần số, về nói chung là khi mà sitter nó phải cân nhau các bạn. Mình on này. Volume mình đang tắt này, đã dơ le nóng rồi đấy. Mình đang vặn volume lên này. Đó.
Đấy, các bạn thấy nó mới kêu. Ví dụ trùng này ở đây không kêu này. Có thể tiếng trùng thì nó nhỏ, để bạn volume to lên chút. Đấy, tiếng chép thì tiếng chép này. Đó, nó đều phải đều nhau như thế các bạn nhé. Mà mạch khuếch đại vào nó sẽ to hơn. Đó. Vậy là tín hiệu vào đây là ok rồi này. Đó, vậy là master đã hoàn thành nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến Mac Music. Mình phải công nhận phần nể mấy anh thợ sửa chữa. Khi mà nói đến cái Mac Music. Đâu rồi, còn tụ rồi. Đây. Để mình nhổ cái bo vàng ra nào. Các bạn nhìn thấy cái vết hàn này không? Từ khi tháo mạch ra mình thấy con tụ cầu thế này. Đúng chân luôn này. Đó, cầu như này. Có nghĩa là sao? Music kênh trái. Music out kênh trái và music out kênh phải. Tức là mạch bị mất một kênh và bạn ấy đã cầu một con tụ qua như này. Tức là coi như là âm ly sitar nhưng mà chỉ được sử dụng mono. Cầu hai chân vào nhau như này. Dùng con tụ 10mm cầu sang như này. Coi như cho dùng mono. Tức là ví dụ vào đây có sitar thì ra đây cũng chỉ là một mono thôi. Hoặc là bạn cầu một tín hiệu vào thì ra đây nó được hai ra đưa luôn tín hiệu. Mình cũng đến chịu bạn này. Không biết bạn đấy đang ở đâu. Nào bây giờ mình sẽ lấy cái mạch chúng ta tiếp tục đi kiểm tra mạch music nha. Ở cái phần mạch máy Kali này nó hay Jaguar là nó hay cái là chúng ta có thể rút rắc từng cụm một để chúng ta để kiểm tra. Nó rất là hay ở chỗ đó. Và khi chúng ta rút rắc từng cụm mà nó không ảnh hưởng gì các cái tín hiệu của cụm khác. Chỉ có mỗi là cái rắc này nó chuyển này. Nó chuyển lên đây xong nó lại chuyển xuống bằng cái rắc này thì chúng ta phải nhờ qua vang thôi. Chúng ta không cần cắm nguồn lên vang vội nhá. Tiếp tục này. Chúng ta cái dây nguồn này lên vang này. Chúng ta nhấc ra. Chúng ta chưa cần cắm vội. Bởi vì chúng ta đang kiểm tra mạch cả music. Mình rút cái rắc này ra cho nó đỡ lằng ngoằng. Cái vang này, echo này, mình đang để không này. Chỉ có là bây giờ chúng ta quan tâm này. Đây là đường đường tín hiệu từ đằng sau vào trước này, vào mạch này. Sau khi vào mạch đi qua công tắc chọn kênh AB. Đó, sau khi qua AB thì nó sẽ chạy thành hai đường nó dẫn về đây. Nó tương tự mạch master nhá. Cái này là hai mạch này giống hết nhau ấy các bạn. Nó chỉ khác nhau linh kiện thôi. Ví dụ như ở trên này là vào là định thiên 56K. Đó. Tại chân số 3, số 5 và vào 35 vào lộ hồi tiếp là 1K từ chân 1, chân 2 hồi tiếp 1K coi như khuếch đại 11 đấy các bạn ạ. 1K xuống đất này. Ví dụ chân chân này chân vào nhá. Vào chân số 3, số 5 nhá. 6 chân số 6 thì lối xuống đất 1K và hồi tiếp 1K. Có nghĩa là sao? Khuếch đại 11 tức là vào 1 và ra 1 luôn. Không khuếch đại nhá. Mạch này là mạch khuếch đại, không khuếch đại. Vào 1 và ra 1 có nghĩa là biên độ đầu vào 1 thì biên độ đầu ra chỉ 1 thôi. Tức là 1K xuống đất và 1K hồi tiếp. Đó. Và định thiên đầu vào là 56K. Đó. Sau rồi đi từ chân số 7 đi ra này. Bên này là chân số 1 đi ra này, qua tụ này. Lên mạch khuếch đại bát chép nhé. Đó. Con IC thứ hai này là con IC khuếch đại bát chép. Con IC khuếch đại bát chép 4558. Tương tự bên này. Nhưng mà vì master nó có nhiệm vụ là nâng cao cái biên độ khuếch đại lên. Cho nên là ở master nó có khác một chút. Vào thì là đây. Mình lật lên mình xem. Vẫn vào chân 3, chân 5. Tức là vẫn vào khuếch đại thuận nha. Khi 3, 5 đổi đất mà vào 2, ra 1. Tức là khuếch đại đảo này. Con này đảo này. Con này thuận này. Khuếch đại thuận. Ở đây là định thiên với đất là bao nhiêu? 10K.
linh kiện này nó hơi cũ thì nên nó hơi khó nhìn các bạn ạ. Thường thường nó là 56k, đúng rồi, mình nhìn giống con 10k nhưng nó vẫn là 56k, giống hết bên music nhá. Sau đó nó xuống đất là 1k, vẫn 1k xuống đất, nhưng mà nó hồi tiếp tận 6k8, tức là gấp 6,8 lần. Và đây là 1k này, còn đây là 6k8, có nghĩa là gấp 6,8 lần so với tín hiệu đầu vào các bạn nhé. Đó. Sau khi khuếch đại nó cũng qua bắt tép giống hệt bên này. Và từ volume ra thì nó có qua một cái delay để nó kiểm soát cái tín hiệu đầu vào nhé. Là chân delay là phải chính nhau cái chân này. Hôm trước mình có phân tích một cái mạch 203 này, mình có quay một con video mà mình sửa 203 này bị đóng không đóng delay này, lỗi nằm ở cái đường dây này lên thôi. Nó hỏng cái giác nguồn lên và nó mất âm thanh. Và bây giờ chúng ta tiếp tục. Thì ở đây là cái gì nó liên quan đến mà nó không le ra tiếng thì phải 70% nó nằm ở chiết áp nhé. Còn đối với mạch IC4558 này, nhất là của hãng VRC này, bền kinh khủng khiếp các bạn nhé. Trừ khi xét đánh thì nó tức là tín hiệu đầu vào của bạn có xét đánh. Ở những cái mạch này nó còn có cả diode này này, nó có cắm 4 con diode cơ, nhưng mà ở mạch này không có, nên nó có 4 con diode để làm sao để khi mà có điện áp thì nó nhồi về điện áp nguồn, nó giả về nguồn các bạn ạ, điện áp chống ngược xung ngược, nhưng mà ở mạch này không có. Khi mà xét đánh thì tín hiệu nó sẽ vào đây sốc mạnh và nó sẽ làm hỏng IC nhá, điện áp vào quá cao. Đấy là trường hợp của con VRC lại hay chết, hoặc là nguồn, kể cả bạn đánh chậm nguồn thì IC lại càng không chết, hoặc là dâng nguồn dâng cao thì con này nó có thể chịu đến 30V không thể chết được nhá. Chính vì thế bây giờ là đa phần là một là mất tiếng là ở công tắc này không tiếp xúc, những cái gì liên quan đến tiếp xúc trước nhá, bao giờ cũng thế. Chúng ta đi sửa một cái amply thì những cái gì mà nó không hoạt động thì đầu tiên chúng ta phải đi kiểm tra các cái tiếp xúc trước, các cái mà nó thay đổi vị trí, như công tắc truyền mạch này. Ví dụ cái này nó không tiếp xúc thì bạn có bấm lên bấm xuống thì nó cũng chả tiếp xúc cái chân giữa này, về chân trên và chân giữa chân dưới. Đấy là một cái. Cái thứ hai là tiếp xúc giữa cái thanh quét chổi than về chiết áp với cả cái bộ than bên dưới này. Đấy là hai cái là tiếp xúc. Sau hai cái đó thì chúng ta kiểm tra đến tụ hóa. Tụ hóa. Các bạn ạ, vậy là những cái gì sau khi là tiếp xúc rắc cắm nó cũng là một vấn đề nhé. Đến là cái rắc cắm này này. Cái rắc cắm luân chuyển tín hiệu từ mạch nọ sang mạch kia, có nghĩa cái rắc từ đây chuyển đến đây, xong rồi từ đây lại qua đi qua đây, xong rồi lại vòng xuống đây. Cái việc rắc cắm đứt ngầm gãy ở chỗ này, chỗ gốc này có nhá, mình đã gặp trường hợp nhá. Cái việc tiếp xúc của rắc kém cũng có nhá. Cái việc mà khi mà những cái amply chất lượng này thì mình không nói làm gì, nhưng mà những có những cái amply mà cái hàn mối hàn chân của rắc này chất lượng kém, tức là hàn kém ấy, thợ làm ẩu ấy, nó còn bục chân rắc cắm này, có nhá. Đó, và cái thứ tư nữa là mạch trên làm hư hỏng mạch tín hiệu mạch dưới. Hạn ở trên mạch trên này nó làm chập tín hiệu và nó làm tín hiệu mạch dưới này không đi qua được các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thử music nhé. Bây giờ chúng ta chỉ cắm cái rắc âm thanh thôi thì nó không liên quan gì đến điện, cho nên mạch mình có thể vứt lung tung này được không sao cả. Đó, bây giờ phần điện lên vang mình sẽ rút ra. Bây giờ chúng ta lại volume master mình sẽ để 1/3 này thôi, để chúng ta làm sao chúng ta kiểm soát được. Đây này, cái này là chiết áp, cái này có một cái bi này, tôi đã thay rồi này. Bình thường là đối với cái Jaguar, nếu mà mình nhớ không nhầm thì nó là chiết áp bi này,
Nhưng mà đây mình thấy là có cái này thường này, cái này thường này, cái này bi này. Đấy, cái này bi này, cái này thường, cái này đã bị thay rồi này. Các bạn nhìn trên app Jaguar nó có cái này này. Nếu các bạn đi các bạn tìm con Jaguar xịn nhá. Các bạn một là các bạn nhấc con chiếc app ba lăng của vang này ra, à của gọi là mic này ra, thì các bạn nhìn thấy nó có ngấn này, chiếc app kép của mic này có ngấn này, và nó có thêm một cái nữa là ví dụ cái bạn mà được nhìn vào trong khách cho phép nhìn ấy, bạn nhìn cái chiếc app nó có cái ngấn đục lỗ này này đó. Ở đây thì chỉ có ở đây, chiếc app mình thay làm gì có, đúng không ạ? Đó, chính vì thế nên là các chiếc áp zin của nó sẽ có nhé, cái chỗ cổ này nó có này đó. Và linh kiện Jaguar thì các bạn khỏi nghĩ rồi, nó nhìn một cái đã biết ngay của Hàn Quốc hay không. Và bây giờ mình đi mình kích thử tín hiệu âm thanh bắt đầu từ bên này nhé, xem đến đâu nó hỏng nhé. Mình chưa kiểm tra chiếc áp vội. Và chúng ta xem nó đang mất tín hiệu ở đâu. Nào, mình cắm điện này. On này. Bật công tắc nguồn này. Nào, mình cho nơi này cho dễ này. On này. Volume master mình đang để 1/3 nhá. Mình kích tại đầu ra của music này. Bởi vì nó có con trở định thiên 22k ở đây. Đó. Cặp 22k tức là con trở lối tiếp, để làm sao để cho tín hiệu khi volume dập xuống thì tín hiệu đầu ra này không bị dập các bạn nhé. Đó thì mình kích tay vào đây, tức là kích tay vào đầu vào của master. Nào, kích tay vào đây này, các bạn kêu không? Đấy, có nghĩa là dây rắc các thứ là ok hết nhá. Nào, bây giờ volume music lên này, mình kích vào đây là phải kêu rồi. Này, kêu này và kích đầu vào nhá, đầu vào luôn này, không kêu này, một vế này kêu này, vế này không kêu này, kích sâu vào trong này, muốn cho to chút lửa lên để kích cho nó, mình kích đầu vào của chiếc bên này có này, chấn số 2 này, bên này mất này, đó vậy là từ đây đang ra đang không có này. Cái đầu ra của IC này nó sẽ khó kích, nó sẽ không kêu nhá. Còn đầu ra IC mà kêu như này là IC này không làm việc này. Đây xem này, đây là đầu vào, đầu ra này sẽ không có tiếng đâu, đầu vào sẽ có tiếng, đầu vào sẽ phải có tiếng. Đây, đầu vào lửa dưới đang không có tiếng ra này, đây đầu ra này, volume này mình vặn hết cỡ volume lên xem nào. Tức là để làm sao để cho cái đầu ra chính là đầu vào của volume luôn này. Đấy, vậy là volume này hỏng nhá. Chỉ là volume này hỏng. Bên này không kêu cả hai luôn này. Đấy, bên này không kêu là qua con trở không kêu này. Bởi vì nó nối với đầu ra của cái IC này thì nó sẽ không kêu. Còn con này là bị chiếc áp bị đứt cho nên là không lối với đầu ra cho nên là không kêu nhá. Vậy là chiếc áp hỏng các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp tục thay chiếc áp. Cái khâu kiểm tra chiếc áp này thì mình đã quay ở rất nhiều video rồi, cho nên mình sẽ không quay video để cho nó đỡ video đỡ lãng phí dung lượng thời gian nhé. Mình sẽ lấy đồng hồ kim, mình bật thang 1K mà mình đo. Đối với chiếc áp 50K mình bật thang 1K mình đo, mình cặp vào mà mình quét đi quét lại, nếu mà nó mà đang chạy mà nó dứt điểm ở đâu là vứt nhá, chiếc áp phải vứt. Ok các bạn, để mình đi mình xem, có thể mình sẽ thay 4 chiếc áp lốt đi cho khách nào có được cái âm ly đó là chiếc áp mới hết các bạn ạ. Ở đây mình có hai chiếc áp bi và 7 cái chiếc áp thường này, thì khả năng volume mình sẽ thay bằng bi. Còn những cái chiếc áp này là mình sẽ thay bằng chiếc áp thường các bạn ạ. Chiếc áp volume bằng bi này vặn nó sật từng nấc 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 một cho nó ngon lành nhá. Và mình sẽ đi mình thay toàn bộ chiếc
chiếc này mình sẽ thay chiếc bi vào đây, còn chiếc này volume này sẽ thay vào bi vào đây. Và cái về cái thiết kế của cái chổi quét của cái chiếc đắp bi ấy, nó chất lượng hơn là chiếc đắp thường nhá. Đó, cho nên mình ưu tiên dành cho volume. Và mỗi cái chiếc đắp, mỗi về chiếc đắp mình sẽ nhỏ một giọt dầu, một giọt thôi các bạn nhé, đừng cho nhiều nhé, nó hỏng chiếc đắp đấy. Cho nhiều quá nó trơn chiếc đắp nhé. Chiếc đắp bi thì đương nhiên là vặn nó sẽ dít hơn là chiếc đắp thường. Một giọt dầu thôi, ok, mình đi mình vẫn thay thế nhé. Rồi các bạn ơi, mình đã thay, các bạn nhìn thấy cái chiếc đắp bi này, nó hơi sáng hơn các chiếc đắp này nhé. Đó, các bạn này, chiếc đắp bi sáng hơn chiếc đắp này. Và mình đã thay cái nai bi này, cái nai bi này, đó. Và bây giờ mình đã đi thử lại âm thanh nhá. Mình cũng đến nể cái bạn mà đấu được cái con tụ vào đây, cũng đến nể thật. Mà thế mà chúng ta thử mà vẫn bị mất một vế. Bởi vì sao? Bởi vì cái chiếc đáp volume bên này lúc lẫy chúng ta, mình đã kiểm tra và nó cũng bị mất một chân nhá. Ok, nào bây giờ mình cắm điện này, chúng ta sẽ thử phần âm thanh này. Tất cả chiếc đáp bát trung tép này mình để một lửa để cho cái tần số nó lên nhá, kích tay cho nó có tiếng đầy, tiếng thanh và trầm cho nó ngon luôn này. Mình kích luôn vào đầu vào này, volume một phần lên này. Bật lên kìa, 23W được rồi, khá là mạnh đấy. Nào đầu ra này, vậy là có tiếng rồi này, volume nhỏ quá. Đó, đó, vậy là hai bên có tiếng rồi nha các bạn nhé. Nào cho một lửa volume đi này. Đó, tiếng hai bên rất đều nhau nhá, chia ra bát này. Đó, nó phải đều nhau cả trên cả dưới nhá. Nào cho volume to lên. Rất đều nhau các bạn nhé. Đó, nó phải đều nhau bởi vì nó là stereo. Còn hiểu stereo có nghĩa là thật là cân. Nào tiếp tục, mình quên mất là không kích mà kiểm tra chiếc đáp đầu vào, công tắc đầu vào. Đây, khi chúng ta kích là nó phải, đây, khi chúng ta kích là nó phải lên ngay tại đầu vào này. Đấy, bây giờ công tắc nhấn vào này thì nó mới ăn vào trong này, ăn ra này. Vậy là ok nhá, kích tận xuống đây luôn này. Đó, đảo. Vậy là ok nhá, vậy là mạch khuếch đại music và master là ok rồi. Đó, bây giờ chúng ta đưa mặt máy chúng ta lắp vào, xong bắt đầu chúng ta kiểm tra dần từ vang, kiểm tra tiếp tục xuống nhá. Ok các bạn, về mạch khuếch đại âm thanh đã xong rồi, khuếch đại tín hiệu music đã xong rồi, giờ chỉ còn vang với cả mic thôi. Ok, bây giờ mình đi mình nắp cái mặt này vào, xong rồi mình nắp hai mạch này vào để chúng ta test thử nhạc đã. Sau khi test thử âm thanh xong, nhạc xong rồi, chúng ta tiếp tục đi test thử lắp một mạch mic và một mạch vang, chúng ta test thử vang và mic nhá. Ok các bạn, các bạn à, khi mà lắp bốn con vít ở bắt cái mặt âm ly này xuyên lên cái thân âm ly này, thì mình có lưu ý các bạn một điều nhá. Ở hai con vít này này, vít này và vít này, có nhiều lúc mà chúng ta bắt đến nỗi mà cái chân vít này nó xuyên vào trong mạch các bạn nhé. Cho nên là các bạn hai con vít này các bạn có cái âm ly thì là ba vít, thì là đây một vít, đây một vít, đây một vít, thì vẫn là hai con vít ở hai bên này. Các bạn lưu ý cho mình là nó xuyên vào mạch nhé. Cho nên là đôi khi là hai con này các bạn phải sử dụng loại vít ngắn thôi, vừa đủ thôi. Còn ba con vít còn lại bạn có thể bắt dài thoải mái được nhé. Đôi khi con này xuyên vào mạch ấy các bạn nhé, cho nên nó mất âm thanh ấy. Chính vì thế cho nên các bạn hết sức lưu ý ở cái khi lắp cái con vít ở trên mặt của Zawo Haniba nhé. Tất nhiên là nếu mà dùng vít zin của nó thì nó đạt nó là 0,5 ly, nó lên thì nó rất là mỏng, nó không thể xuyên. Nhưng mà bạn nào mà bắt ở ngoài vào là hết sức để ý. Ok, rồi chúng ta mạch music và master chúng ta thay chiếc đáp và nó đã kêu ngon lành rồi. Về chưa thử âm thanh nhưng mà nó đã kêu ngon lành rồi.
Thế bây giờ còn mạch vàng thì mình sẽ đi lắp vào đây để câu đường tín hiệu vào này, vào mạch mic nhá. Thì bây giờ những ba mạch này mình sẽ tự kiểm tra chiết áp và mình sẽ thay thế luôn, thì mình đỡ phải quay video cho các bạn nhé. Và sau khi mà chúng ta lắp vào và chúng ta sẽ lắp mang này, xong lắp một mạch này và chúng ta alo thử. Sau khi alo thử mạch này ngon lành rồi, để tránh cái trường hợp mà chúng ta có thể tháo ra tháo vào ấy, thì cắm rắc và chúng ta thử hai mạch này ngon lành đi. Xong lúc sau chúng ta lại lắp mạch này vào, chúng ta cắm rắc và chúng ta thử lốt mạch này để đỡ phải tháo ra tháo vào. Khi cái mạch lắp xong mạch trên mạch dưới ấy, lỗi thì chúng ta lại phải tháo ra đấy. Đó, thì bây giờ mình đi mình sẽ thay chiết áp thì để cho đỡ mất thời gian của các bạn. Một cái điều lưu ý ở cái mạch micro, khi mà mình thấy bạn ấy đã thay chiết áp nhưng mà bạn thay đang không đúng chỉ số này, các bạn hết sức lưu ý nhé. Đối với Jaguar này thì chiết áp trên micro này 10k này, 50 này, 10k này, 50 này, 10k này, 50 nhá, nó theo thứ tự thế. Nhưng mà bạn này bạn đang lắp con 50k vào đây là nó sai nhé. Mà trong khi đó là một mic này 50 và một mic này vẫn nguyên zin 10k các bạn này. Đó, vậy là riêng cái việc hai cái mic nó khác nhau như này là tiếng của nó là khác nhau rồi. Khi chúng ta lắp 10k thì cái độ nhạy, tức là mình vặn khoảng một lửa volume thì là rất là to rồi. Còn đối với 50k này vặn một lửa volume thì nó vẫn nhỏ nhé, nó không to bằng cái mic 10k. Chính vì thế cho nên hãng người ta đã thiết kế 10-50, 10-50, 10-50, thì chúng ta tôn trọng cái việc thiết kế nhé, chúng ta đừng thay đổi. Hôm trước mình có review cho các bạn một cái âm ly mà bạn ấy chỉ mỗi thay chiết áp xong rồi bạn ấy bảo là do thay chiết áp là hỏng đấy. Ví dụ là đang 10k mà các bạn thay 50k này, chắc chắn là âm thanh nó sẽ không thể nào chuẩn như là của cái mạch 10k zin nhé. Cho nên là nếu mà tháo 10k thì phải thay đúng là 10k các bạn nhé. Ok các bạn ơi, coi như là phần vang với cả chiết áp vang với chiết áp mic mình toàn bộ mình thay hết cho khách này. Mình giữ lại mỗi cái ba lăng này thôi, còn toàn bộ mình thay bằng chiết áp bi hết các bạn nhé. Chiết áp bi vặn cho nó phê tay luôn. Và một cái mic này mình đang chia lắp vào, và chúng ta đi thử tiếng mic này cộng với vang này để xem vang nó đã hay chưa đã. Nếu mà vang nó hay rồi mà nó không vấn đề gì, bởi vì khi cái vang nó có liên quan đến cái chiết áp GPS và delay này, hai cái chiết áp này mà mình phải bắt hai con ốc vào đây, tất cả này mình chưa bắt nhưng mà mình bắt hai này vào đây, bởi vì cái này mà nó không tiếp mát tốt là nó sẽ tiếng nó sẽ oang 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 nhé, cho nên bắt buộc phải bắt tiếp mát nhé. Đó, và bây giờ chúng ta đi thử cái âm thanh và thử tiếng mic của một mic nhé. Ok các bạn. Các bạn ơi, mình đã thử cái âm thanh bằng một cái bộ chuyển đổi tín hiệu là của mình nhá. Đây là bao gồm 3 chiết áp này, điều chỉnh 3 đường tiếng ra này. Mình đang cắm vào đường tiếng đầu tiên đây, đường in này. Thì hai công tắc là sẽ ngắt cố định một vế này. Còn hai nút này là hai nút nhấn nhả này, để ngắt tín hiệu này. Còn nút này là nút mono để khi chúng ta cần so sánh hai vế với nhau nhá. Nào bây giờ chúng ta test nào. On này. Mình sẽ cho volume to lên này. Bây giờ chúng ta test tiếng nhá. Một vế mất này. Khi chúng ta bấm mono là mất đấy. Nếu mà chúng ta bấm stereo là nó ok lên này. Mình đang ngắt một vế này, hai vế này. Ngắt một vế này. Ngắt vế thứ hai này. Đó, mono này. Bây giờ chúng ta lấy mono rồi chúng ta test nhá, chép lên này, lên rất đều này, chung này, bát này, vậy là ok nhá. Bây giờ mình đang để kênh B, bây mình chuyển sang kênh A nhá, mình sẽ chuyển từng rắc một sang kênh A đổi chiều này, đó. Họ mà chuyển nốt rắc kia sang cái nhà, hai vế cùng kêu. Bây giờ về phần âm thanh là không vấn đề gì rồi nhé. Nếu mà ấn mono là chúng ta tắt một vế là tắt tất. Đó. Ấn nhà sitar thì tắt một vế là tắt một vế. Đó. Đó. Còn đây là nhấn nhà này. Chúng ta muốn nhấn nhà này nhanh xem vế nào ngắt thì mình cắt một vế này. Ok. Chiết áp to nhỏ này.
Rồi, bây giờ phần âm thanh chúng ta không cần quan tâm nữa, bây giờ chúng ta thử mic nhá. Các bạn nhá. Ok. Mình sẽ để cái âm thanh sang đây. Và mình chúng ta đi thử micro. Rồi, mình lắp lấy micro để thử nhá. Nói chung là vang của Jaguar 203 này tiếng rất hay. Và chúng ta test này. Alo, alo, alo 12 Đào Quán Lăng này. Alo 1 2 3 4. Alo về bên kia này, về bên này này. Alo, alo 1 2. Alo, alo vang lên này. Alo, 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 alo. Chỉ là mới nhưng mà mình vẫn phải thử. Alo, 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 alo. Alo, 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 điện đó mà công suất nữa, cho nên chúng ta cắm thoải mái. Công suất không vấn đề gì, chỉ là mất tiếng ở mạch điều khiển thôi, music thôi. Vậy mà bạn thợ bạn đi đấu chung vào mình cũng chịu bạn thật đấy. Alo 567 tiếng vang này, công nhận 203 này phê. Alo 56. Alo, alo, thế là chị ơi dùng bông hoa gạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Thường thường mình hát mình sẽ cho tiếng chung này lên khoảng tầm 1 giờ này, tiếng chép này lên tầm 1 giờ này. Còn nếu mà bạn giọng bạn nào mà ấm quá thì bạn cho cái tiếng chung này lên nữa, còn chép với bát này đa số để lửa thôi. Alo, còn cái tiếng repeat này làm sao mà khi chúng ta alo xong rồi sau cái alo nó còn 5 tiếng nháy nữa đằng sau là được. Còn tiếng delay này tùy theo loại nhạc, nhạc vàng hay nhạc đỏ thì nó khác nhau ở cái tiếng delay này. Alo, 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 lòng anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa lỡ cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay. Alo, khi mà cần hát nhanh thì chúng ta tăng cái delay lên. Alo, còn hát rên rỉ nỉ non thì mình hạ delay xuống. Alo, vang molo, vang site này. Alo, 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 thế là chị ơi, thế là chị ơi, không thể hát cái này được. Alo, thế là chị ơi dùng bông hoa gạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Alo, tiếng mic này hay thật. Cái lút delay này nó sẽ nhanh chậm của cái nhại, và nhanh chậm của nhại đó nó phụ thuộc vào cái thể loại nhạc mình chúng ta hát. Chúng ta hát nhanh thì nó tăng delay lên, chúng ta hát chậm thì nó giảm delay xuống. Còn cái phần repeat này thì các bạn làm sao mà cứ sau mình cái chữ alo của mình xong cuối cùng nó sẽ là 5 lần nháy thì là tiếng là hay nhất nhé. Kinh nghiệm tức là mình toàn chỉnh cho khách như vậy. 5 lần nó nhại lại. Ví dụ lô xong rồi nó lô 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 lô. Bởi vì cái số lượng đó thì nó rất giúp cho tiếng hát của chúng ta nó được dẻo dài mà nó quyện hơn. Mà mình cắm mic này vào. Cái Jaguar này thì nó rất là hay, cái rắc truyền từ mic nọ mic kia là có một rắc 6 chân này. 6 hay 7 này. 1 2 3 4 5 6. 6 giây. 1 giây micro chấm điểm nó là 7 giây. Nào, mình thử lốt cái mic này nhé. Đấy, cái mic này nó bục lên là bởi vì nó không có delay bảo vệ đấy. Alo, để volume master ở giữa nhé. Alo, 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 1, 2,
Alo 1212, alo, alo, alo. 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 Cái 203 này tiếng của nó rất là dịu, nó không bị rú mic các bạn ạ. Alo, alo, alo. 567. Alo. Con này mặc dù chạy sọt trường nhưng mà là cái công suất của nó mình nhìn nó đơn giản kinh khủng khiếp. Tức là sau công suất này này, sau tín hiệu đầu vào qua thẳng vào một con cặp chan V-Sai, xong rồi đá thẳng vào một chiếc lửa gọi là chiếc đệm, xong rồi nhảy thẳng vào kích luôn các bạn ạ. Tức là nó không qua một cái gì, nó quá phức tạp, xong rồi nhảy vào cặp sò trường luôn. Quá đơn giản luôn, mạch này cũng nhận đơn giản kinh khủng luôn, nhưng mà tiếng nó hay. Nó đang sử dụng cặp sò J50 và K135 nhé. Hai con này là hai con sò trường các bạn nhé. Một phép đấy. Alo, 56. Alo, alo. Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hai ấu tung cánh hay giấc trời. Rồi, vậy là con Emily này nó cũng không có cái gì mà ghê gớm. Khi mà khách vào tiếng bục một cái xong rồi là mất một ghế thì điều đầu tiên là chúng ta nghĩ ngay đến công suất, nhưng mà thực tế ở đây là nó không hẳn công hỏng công suất các bạn nhé, mà hiện tại là tiếng bục đó nó là liên quan đến chia đáp bát ở trên master này. Khi chia đáp bát này nó bị đứt và nó mất hồi tiếp thì IC nó sẽ ra điện áp. IC4558 mà bị mất hồi tiếp thì chân da của nó sẽ có điện áp, và khi nó cứ bụp một phát nó lệch chiết áp và nó lổ ra thì dây le này nó sẽ ngắt. Và trong trường hợp là đồng thời cái chiết áp volume này nó cũng lại có vấn đề nữa, thành ra là như kiểu là 2 + 1 ấy, sự trùng là trùng khớp ấy. Thành ra là nó mất hẳn một vế. Hoàn toàn nó nằm ở chỗ ống chiết áp thôi các bạn nhé, nó chả hỏng cái gì cả. Mình kiểm tra công suất thì thấy nó uy tín lắm các bạn ạ. Mạch này nó càng thiết kế đơn giản bao nhiêu thì nó lại càng uy tín, nó lại càng ít hỏng bấy nhiêu. Chứ còn thiết kế càng phức tạp thì nó lại càng dễ hỏng. Mạch này vừa khỏe dùng mất phép, vừa khỏe vừa chất lượng các bạn ạ. Mình thấy uy tín thật, cặp sò mất phép nhưng mà sò sắt này nhé, thích lắm các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đi mình lắp máy trở lại thôi. Vậy là công việc của chúng ta hôm nay sửa PA203A này nó rất đơn giản, nó không có gì là quá phức tạp. Việc đầu tiên là chúng ta thay toàn bộ chiết áp của âm ly này. Cái thứ hai là sửa thay con công tắc này, khách báo là thay công tắc trên này, mình nhận thay luôn này. Và tháo một con tụ ối rồi đây của bác thợ nào đó đã câu đâu rồi, con tụ ở đâu rồi. Câu hai chân tín hiệu của music, đường out của tín hiệu music vào thành mono luôn. Chắc là không kêu, thế là câu luôn vào. Nó nhấc được cái đấy ra. Và về phần công suất thì không vấn đề gì các bạn nhé. Công suất này nó quá khỏe luôn. Ok, mình xin cái giai đoạn lắp máy vào này thì nó đơn giản rồi, cho nên mình sẽ không quay video nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Sửa chữa đồ điện Dũng ngân, trân trọng cảm ơn các bạn.